ukraine bị hạ tín nhiệm xuống mức vỡ nợ nước anh tiến gần đến suy thoái kinh tế nợ công nhật bản tăng cao kỷ lục nhờ nắng nóng doanh thu bán đá lạnh của công ty trung quốc đạt cả triệu đô la hàn quốc là một nghề không đủ sống johnson johnson sẽ ngừng bán buộc phấn rome trẻ em chứa gây tranh cãi ngọn đèn kinh tế hồng kông lười tàn các cửa hàng nổi tiếng lâu đời lần lượt đóng cửa. Tất cả sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 13 tháng 8 của ADKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ukraine bị hạ tín nhiệm xuống mức vỡ nợ Thưa quý vị, cả S&P Global Rating và Fitch Rating đều hạ tín nhiệm của Ukraine sau khi nước này đã được các chủ nợ cho hoãn thanh toán 2 năm. Vào ngày 12 tháng 4, hãng đánh giá tín nhiệm S&P Global Rating đã hạ xếp hạng của Ukraine từ CC về SD, Regulated Default với nợ hạn chế. Các quyết định trên được đưa ra sau khi nhóm chủ nợ đã chấp thuận kế hoạch tái cấu trúc cho Ukraine. Vào ngày 10 tháng 4, nhóm nhà đầu tư đại diện cho 75% chủ nợ đã cho Ukraine vay 19,6 tỷ đô la Mỹ bằng trái phiếu nước ngoài, đã đồng ý hoãn trả lãi và gốc đến năm 2024 phần lớn trái chủ cũng đồng ý sửa đổi thêm một số điều khoản thanh toán. Smb cho biết trong một thông báo, chúng tôi coi thỏa thuận này là bằng chứng cho khó khăn tài chính và tương đương với vỡ nợ. Thỏa thuận tái cấu trúc nợ của Brenner xảy khi nước này chịu sức ép tài khóa và vĩ mô giờ chiến sự. Fritz cũng cho rằng việc hoãn trả nợ thể hiện tình trạng không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Quá trình tái cấu trúc đã hỗ trợ bởi quỹ tiền tệ quốc tế. IMF và nhiều nước ủng hộ Ukraine như là Mỹ. Ukraine đang cần tiền mặt để trả cho mọi thứ, từ lương hưu đến nỗ lực quân sự. S&P hôm qua cũng đã khẳng định sẽ nâng xếp hạng của Ukraine sau khi việc tái cấu trúc nợ được thực hiện và các điều khoản sửa đổi với lô trái phiếu có hiệu lực. Tại Moody Investor Service, một hãng đánh giá tín nhiệm lớn khác, Ukraine đang được xếp hạng ở mức KA3. Đây là mức gần cuối trong nhóm không khuyến khích đầu tư. Vào ngày 10 tháng 4, cơ quan quản lý đường bộ Ukraine, Eurostrador và công ty điện MBC, Ukraine cũng đã được các trái chủ chấp thuận tái cấu trúc nợ. Nước Anh tiến gần đến suy thoái kinh tế Thưa quý vị, số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh đã công bố vào ngày 12 tháng 8 cho thấy kinh tế của Anh trong quý 2 đã giảm 0,1%. Ngân hàng Trung ương Anh đã dự báo kinh tế của nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài một năm từ cuối năm nay, khi mà người dân Anh tiếp tục phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập niên qua. Ông Andrew Bailey, thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đã cho biết, lạm phát dự báo sẽ đạt đỉnh hơn 13% trong quý 4 năm nay và sẽ duy trì ở mức rất cao trong suốt phần lớn năm 2023. Hiện nay sự gia tăng giá năng lượng đã làm trầm trọng thêm sự sụt giảm thu nhập và do đó sẽ dẫn đến một sự suy giảm đáng kể trong triển vọng kinh tế ở Anh và cả phần còn lại của châu Âu. Tăng trưởng GDP ở Anh đã chậm lại và nền kinh tế được dự báo sẽ đi vào suy thoái vào cuối năm nay. Người dân ở Vương quốc Anh đang tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn do lạm phát đã tăng cao, khi giá cả mọi mặt hàng từ lương thực cho đến năng lượng đều tăng mạnh. Theo nhà nghiên cứu thị trường Nelson Acquire, cứ 10 người Anh thì được khảo sát là có 9 người cho biết ngày càng phải cân nhắc chi tiêu cho thực phẩm. Siêu thị Asda vào hồi tháng 6 cho biết, có khoảng 20% số khách hàng đang cắt giảm chi tiêu và lựa chọn các mặt hàng mang thương hiệu riêng của siêu thị thay vì các sản phẩm có thương hiệu khác nếu có thể tiết kiệm tiền. Chuyển sang thông tin về kinh tế châu Á Nợ công Nhật Bản tăng cao kỷ lục, Thưa quý vị, VTV đã dẫn một số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy nợ công của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, vào cuối tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ công của chính quyền trung ương là hơn 1,255 triệu tỷ yên, tương đương với 9.421 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, với dân số tính tới ngày 1 tháng 7 là khoảng 124,84 triệu người, nợ công bình quân đầu người của Nhật Bản là 10,05 triệu yên, hơn 75.000 đô la Mỹ một người. Tổng dư nợ nợ công bao gồm trái phiếu chính phủ, hối phiếu tài chính và các khoản vay nợ tăng 13.885,7 tỷ yên so với thời điểm vào cuối tháng 3 năm 2022, tức là cuối tài khoá năm 2021. Trong đó, dư nợ hối phiếu tăng 24.299,9 tỷ yên, lên 110.498,8 tỷ yên. Còn dư nợ trái phiếu lại giảm 7.075,9 tỷ yên, xuống còn 984.335,3 tỷ yên. Nguyên nhân chủ yếu đã khiến cho nợ công của Nhật Bản đã tiếp tục gia tăng là do nước này đã phải chia các khoản rất lớn cho phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong khi chi phí an sinh xã hội cũng đã phình to do tình trạng già hóa dân số. Thưa quý vị, theo thời báo Hoàn Cầu vào ngày 12 tháng 8, Nhu cầu sử dụng nước đá cho các ngành công nghiệp và người tiêu dùng ở Trung Quốc đã tăng vọt do nhiệt độ cao thời gian gần đây tại nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã khiến cho các nhà máy sản xuất nước đá và đá lạnh chịu áp lực cao. Dữ liệu công bố từ nền tảng giao đồ ăn Trung Quốc Meituan đã cho thấy doanh số bán nước đá trên toàn quốc thông qua nền tảng này trong tháng 7 đã tăng 182% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số lượng người bán tăng gần 90% LME, một ứng dụng giao hàng trực tuyến khác tại Trung Quốc cũng đã cho biết, các đơn đặt hàng đá lạnh và đá bì đã tiếp tục tăng. Trong nửa đầu tháng 7, các cửa hàng tiện lợi của ứng dụng này ở Thượng Hải đã bán được khoảng là 300 tấn sản phẩm nước đá. Trong khi đó, một quản lý hội du đã cho biết, nhà máy sản xuất nước đá ở Thượng Hải của người này có số lượng đơn đặt hàng trong năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ông chỉ biết thêm, với công suất tối đa, nhà máy có thể sản xuất là 13.500 khối đá một ngày, năng sắp xỉ là 600 tấn, có thể đáp ứng được một nửa nhu cầu nước đá công nghiệp của thành phố Thượng Hải. Ông Dư đã than thở rằng, máy móc của công ty phải hoạt động liên tục cả ngày, nhưng cầu vẫn vừa cung. Ông đã tính toán với công suất tối đa, doanh thu của công ty ước tính đạt khoảng 40.000 đô la Mỹ một ngày và hơn 1 triệu đô la Mỹ một tháng. Thưa quý vị, tại Hàn Quốc, lạm phát đã đẩy giá cả và chi phí sinh hoạt tăng cao, buộc cho người lao động của nước này phải làm nhiều hơn một công việc để nuôi sống bản thân và cả gia đình. Dữ liệu từ cơ quan thống kê Hàn Quốc đã cho thấy trong tháng năm đã có hơn 629.600 người tìm kiếm việc làm thứ hai, mức cao nhất kể từ trước đến nay, tăng 18,4% so với một năm trước đó. Con số này cũng đã tăng 65% so với hồi tháng 1 năm 2020. Nguyên nhân của sự gia tăng là do lạm phát, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Hàn Quốc đã ghi nhận mức lạm phát đạt 6,3% trong tháng 7, chỉ thấp hơn 6,8% của tháng 11 năm 1998. Thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất đã dẫn đến tổng nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc lên đến 1.752 tỷ won. Giá điện và khí đốt đã liên tục tăng trong vài năm qua và dự kiến sẽ có thêm hai lần tăng nữa trong năm nay. Không chỉ Hàn Quốc, làn sóng tìm việc làm thêm đang trỗi dậy ở nhiều quốc gia. Theo khảo sát từ Insurance, một thị trường bảo hiểm dành cho doanh nghiệp nhỏ, khoảng 44% người Mỹ đang tìm thêm ít nhất là một công việc để kiếm sống qua ngày. Cuộc khảo sát trực tuyến với hơn 1.000 người trưởng thành từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 2 tháng 6, có 28% người được khảo sát đã nói rằng phải làm thêm bởi vì lạm phát đã mức cao nhất 40 năm qua. Cuộc khảo sát đã cho thấy những người làm công việc phụ tốn trung bình 13 giờ mỗi tuần cho công việc thứ hai và kiếm thêm 483 đô la Mỹ mỗi tháng. Paula Penn, người dẫn chương trình podcast Up for Anything đã cho biết, nhưng cố gắng làm thêm chưa chắc là cách tốt nhất nếu mục tiêu của bạn là kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu công việc chính được trả lương cao, người lao động có thể sử dụng thời gian để được thăng chức hoặc là tham khảo ý kiến của người đi trước để tăng chuyên môn, thay vì bỏ công sức để kiếm thêm những đồng lẻ. Cô đã nói, hãy chọn cách hiệu quả nhất về thời gian và nâng cao hiệu suất, cũng như là tinh thần để kiếm thêm tiền. Johnson Johnson sẽ ngừng bán bột phấn rơm trẻ em vì có thành phần từ bột thọc trên toàn cầu vào năm 2023. Nhà sản xuất này đã cho biết vào ngày thứ Năm, 11 tháng 8, Đối với sản phẩm này, người tiêu dùng đã có hàng chục nghìn vụ kiện liên quan đến vấn đề an toàn khi sử dụng. Công ty J&J đã phải đối mặt với khoảng 38.000 vụ kiện từ người tiêu dùng và các tuyên bố về sản phẩm phấn rôm có chứa bột thô của J&J gây ung thư do nhiễm một chất gây ung thư đã được biết đến là amiăng Là một phần của đánh giá danh mục đầu tư trên toàn cầu của công ty, chúng tôi đã đưa ra quyết định thương mại để chuyển sang danh mục bộ trẻ em, hoàn toàn dựa trên bột ngô. Công ty đã cho biết và nói thêm rằng bộ trẻ em làm từ bột ngô đã được bán ở các quốc gia trên thế giới. Trước đó vào năm 2020, J&J đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng bán bộ trẻ em, bộ thầu của mình ở Mỹ và Canada bởi vì nhu cầu đã giảm sau cái mà công ty này đã gọi là thông tin sai lệch về sự an toàn của sản phẩm trong bối cảnh hàng loạt thách thức pháp lý đã xảy ra. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc nói rằng nhiều thập niên thử nghiệm khoa học đã cho thấy bộ thầu của họ an toàn và không chứa amiăng. Vào hôm thứ Năm, J&J đã nhắc lại tuyên bố khi thông báo ngừng sản phẩm. J&J đã tách công ty con LTL Management vào tháng 10 năm 2021, giao các yêu cầu bồi thường bồi của mình cho công ty con này và ngay lập tức đưa nó vào tình trạng phá sản, tạm dừng các vụ kiện đang chờ xử lý. Trước khi nộp đơn phá sản, công ty đã phải đối mặt với chi phí 3,5 tỷ đô la Mỹ trong các phán quyết và dàn xếp. Một đề xuất của cổ đông đã kêu gọi chấm dứt việc bán bộ thao trẻ em trên toàn cầu đã thất bại vào tháng 4. Một cuộc điều tra của Reuters vào năm 2018 đã cho thấy Trang Jay đã biết trong nhiều thập niên rằng Amiens, một chất gây ung thư, đã có mặt trong các sản phẩm bộ thao của mình. Hồ sơ nội bộ của công ty là một lời khai xét xử và các bằng chứng khác đã cho thấy, từ năm 1971 đến đầu những năm 2000, bộ thâu thô và bộ thành phẩm của Trang đôi khi đã cho kết quả dương tính với một lượng nhỏ amiăng. Đáp lại bằng chứng về ô nhiễm amiăng đã được trình bày trong các báo cáo truyền thông, trong phòng xử án và trên đồ Capital, Trang đã nhiều lần nói rằng các sản phẩm bộ thâu của họ an toàn và không gây ung thư. Reuters đã đưa tin được bán từ năm 1894, Johnson Baby Powder, bộ phấn rơm của trẻ em, đã trở thành một biểu tượng cho hình ảnh thân thiện với gia đình của công ty. Một bài thuyết trình tiếp thị nội bộ của J&J từ năm 1999 đã đề cập đến sản phẩm Baby Powder là một cốt lõi và là tài sản số 1 của J&J. Bộ phận rơm trẻ em chỉ chiếm khoảng 0,5% hoạt động kinh doanh sức khỏe của người tiêu dùng ở Mỹ khi công ty đã đưa sản phẩm này ra khỏi danh mục kinh doanh. Ngọn đèn kinh tế Hồng Kông lùi tàn, các cửa hàng nổi lên lâu đời lần lượt đóng cửa. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 8, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã dự đoán nền kinh tế của Hồng Kông sẽ tiếp tục thua hẹp trong năm nay. và Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 0,5% so với mức báo tăng trưởng 1% vào hồi tháng 4. Fitch Ratings đã cho biết, chính phủ Hồng Kông gần đây đã có những thay đổi về quy định kiểm dịch nhập cảnh. Việc này sẽ giảm bớt gánh nặng cho du khách, nhưng sẽ không thể giúp cho giảm áp lực về mặt tài chính và tăng trưởng cho thành phố. Viet Reading đã lưu ý rằng, hoạt động kinh tế của Hồng Kông đã cải thiện nhẹ trong những tháng gần đây, do nhà chức trách đã nới lỏng các hạn chế đối với doanh nghiệp và tính thanh khoản được áp đặt trong đầu năm nay khi bùng phát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, biện pháp giãn cách xã hội vẫn cản trở sự phục hồi. Viet Reading đã cho rằng, các biện pháp kiểm soát ở Hồng Kông khó có thể được dỡ bỏ hoàn toàn cho đến khi các chính sách tương tự được nới lỏng ở Trung Quốc đại lục. Mà điều này có thể sẽ không xảy ra cho đến năm sau hoặc là muộn hơn. Cách đây vài ngày, chính quyền Hồng Kông đã thông báo rằng CDB quý 2 đã giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây tiếp tục là một sự sụt giảm khác sau so mức tăng trưởng âm 4% trong quý đầu tiên. Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chen Mupo cũng đã dự đoán rằng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm có thể sẽ bị hạ thấp hơn nữa, trong khoảng từ 1% đến 2%. Tình hình thị trường ở Hồng Kông cũng đã không lạc quan, việc các nhà hàng và quán ăn lâu đời đã lần lượt đóng cửa không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, một số cửa hàng lâu đời phục vụ điểm sắm đã hoặc sắp đóng cửa. Nhà hàng Taiwan World thành lập từ năm 1950 đã cho biết sẽ đóng cửa vào cuối tháng này. Điều này đã khiến cho người dân địa phương không khỏi tiếc nuối. Nó cũng đã cho thấy nền kinh tế của Hồng Kông thật sự đã suy thoái xuống một mức độ nhất định. Tập đoàn ẩm thực Liên Hùng cũng đã thông báo trên trang Facebook chính thức vào ngày 9 tháng 8 rằng, đã đóng cửa hai tiệm trà Liên Hương Lầu và Liên Hương Trình vào ngày 8 tháng 8. Tiệm Liên Hương Cui ở Sương Quang vẫn tiếp tục hoạt động. Liên Hương Lầu, Liên Hương Chi Học là một trong những quán trà truyền thống còn sót lại ở Hồng Kông, có độ tuổi dài hơn 100 năm. Sau khi tin tức được công bố thì nhiều khách hàng quen đó vô cùng kinh ngạc. Là một thương hiệu nổi tiếng cả thế kỷ, Liên Hương Lầu đã cho biết trên Facebook, Chúng tôi đã cố gắng hết sức để duy trì Liên Hương Lầu Đáng tiếc là chúng tôi thực sự không thể chống đỡ trước dịch bệnh, cuối cùng phải đi đến bước này. Một số nhà bình luận đã chỉ ra rằng các nhà hàng và quán ăn là một ngọn đèn soi chiếu nền kinh tế của Hồng Kông. Năm nay nền kinh tế của Hồng Kông lại càng tồi tệ hơn, nền kinh tế đã thu hẹp trong hai quý liên tiếp và đã bước vào thời kỳ suy thoái. Các nhà quan sát đã cho biết, người Hồng Kông chủ yếu đầu tư vào bất động sản, có nhiều hơn chút thì đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng năm nay thì thị trường bất động sản ở hồng kông đã rơi xuống đáy cùng với nạn dịch bệnh triền miên mọi người đều đã mất đi việc là muốn tiêu dùng còn với sự di dân ồ ạt của tầng lớp trung lưu hồng kông đến khi tự trường một số trường học mới biết rằng sĩ số các lớp không đủ hoặc là không đủ sĩ số để mở lớp cũng không biết khi nào thì giáo viên sẽ di dân dường như mọi tài nguyên đang chạy khỏi hồng kông thưa quý vị phân tích vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của dkn tv cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình chúc quý vị sức khỏe và bình an hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo